Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra tối qua, ngày 6 tháng 4 năm 2024. Lê Thị Kim Loan cầm đỏ đi tiên, vua khai cuộc Tưởng Xuyên cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军.将军。将军。 将军。 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 Chơi đến đây sát cục, Tưởng Xuyên buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Lê Thị Kim Loan cầm đỏ đi tiên, Tào Nham Lỗi cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây sát cục, tàu nhăm lỗi, buông cờ nhận thua, video của em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.